Chiều ngày 1 tháng 3, Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cho biết đã nhận được thư cảm ơn của ông DH, sinh năm 1963, ở phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, về việc giúp gia đình ông tìm lại số tiền 1,17 tỷ đồng do sơ ý mang đi đổ rác. Theo tường trình, trước đó, khoảng 20 giờ 40 phút ngày 28 tháng 2, Công an phường Hàng Bài nhận được tin báo của ông H nhờ giúp đỡ tìm số tiền 1,17 tỷ đồng. Trong ngày, gia đình ông H có đi ngân hàng rút số tiền tiết kiệm 1,17 tỷ về để lo việc. Số tiền này được đựng trong một chiếc túi cũ. Đến tối cùng ngày, do sơ ý nên ông H khi đi vứt rác đã mang theo túi tiền bỏ vào thùng rác ở gần nhà. Qua khoanh vùng, Công an phường Hàng Bài đã nhanh chóng liên hệ với nhân viên thu gom rác thuộc chi nhánh quận Hoàn Kiếm, đồng thời phân công cán bộ cùng thành viên gia đình tới bãi thu gom rác Nam Sơn, huyện Sóc Sơn để rà soát. Sau hơn 2 giờ tìm kiếm, số tiền đã được tìm thấy trong một thùng rác được nhân viên vệ sinh thu gom, tập kết về bãi trước cửa nhà số 48 Hàng Bài. Đại diện nhân viên công ty môi trường đô thị là chị Nguyễn Thị Hương đã mang toàn bộ số tiền trên tới trụ sở Công an phường Hàng Bài để trao trả lại cho gia đình ông H. Công an phường Hàng Bài đã lập biên bản giao nhận giữa hai bên. Sau khi kiểm đếm, gia đình ông H đã nhận đủ số tiền bị thất lạc là 1,17 tỷ đồng.